Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Vụ án Việt Á sẽ là cơn bão nổi lên lắng xuống. Mỗi lần nổi lên quét một loạt quan chức cộng cán. Hiện nay Việt Á đã thổi bay hai ủy viên Trung ương Đảng, đó là Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Còn hai thứ trưởng Bộ Y tế đã bị kỷ luật về mặt đảng, đang chờ xử lý hình sự. Người ta dự đoán rằng trước thềm hội nghị Trung ương 6 và cả hội nghị Trung ương 7 thì vụ Việt Á vẫn là đề tài nóng bỏng. Còn đó những con cá gọc đang ẩn nấp và nhiều người vẫn cho rằng sẽ sa lưới vào thời gian tới. Thời gian qua đã có hai đại gia lớn trên sàn chứng khoán và là những đại gia có máu mặt trong làng bất động sản Việt Nam. Đó là Trịnh Văn Quyết của FLC và Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh. Thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu đang là ổ tội phạm kinh tế Việt Nam. Vấn đề của ông Tổng là lựa người mà bắt, bắt ai mà có thể triệt hạ được những nhân vật trong bộ máy nhà nước có lợi ích để ông Tổng chỉnh đốn đảng. Trước khi rời ghế Tổng Bí thư, ông Trọng sẽ làm nhiều vụ án lớn để dọn cổ cho những đệ ruột của ông lên tiếp quản. Nhiều người cho rằng Phạm Nhật Vượng của Vingroup và Lê Viết Lam của Sun Group đang là những con cá mập lớn. Con cá này rất nhiều thịt và các thế lực chính trị đang thèm nhỏ dãi. Hai nhân vật lớn này rất nhiều. Hai nhân vật đã bị bắt là Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng. Có nhiều chuyên gia đánh giá rằng Phạm Nhật Vượng có tội và cũng có công. Nói về công thì báo chí nhà nước Cộng sản đã nói rất nhiều. Còn về nói tội thì cũng có nhưng đang giấu. Khi mối lương duyên giữa quyền và tiền còn tốt đẹp thì không ai moi cái sai. Nhưng khi mối quan hệ này không còn đẹp nữa thì cái sai nhỏ cũng bị khui ra. Vì vậy ông Phạm Nhật Vượng như đang ở trong hang cọp khi chơi với Cộng sản. Đó là đánh giá của một số người thạo tin. Hiện nay vụ án Việt Á có liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng đã bị cắt đứt. Tuy nhiên hành động cắt đứt ở đây là cắt về mặt truyền thông, nhưng việc điều tra vẫn được lính của ông Tô Lâm đang cho tiến hành. Trong vụ án Việt Á, Phan Quốc Việt chỉ là con dê tế thần. Cả Trung ương Đảng biết điều này và Tô Lâm biết điều này. Tuy nhiên vấn đề là tìm ra bằng chứng rõ ràng thì cần phải có thời gian. Để đối phó với một con người kinh nghiệm đầy mình như ông Phạm Nhật Vượng là rất khó khăn, chứ không hề đơn giản. Điều tra lịch sử thành lập công ty cổ phần công nghệ Việt Á, thì người ta biết nó được thành lập năm 2007, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, với vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ 80 triệu. Tuy nhiên sau 6 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, công ty Việt Á có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2017. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngoài Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, hai cổ đông sáng lập công ty còn lại là ông Đồng Sĩ Huy và bà Hồ Thị Thanh Thủy. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Việt Á, giữ 10,2% cổ phần công ty. Ông Đồng Sĩ Huy giữ 5% cổ phần. Bà Hồ Thị Thanh Thủy giữ 4,8% cổ phần. Tháng 10 năm 2017, công ty Việt Á thực hiện đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần 6, lần gần đây nhất. Vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng lên 1.000 tỷ đồng, nhưng góp vốn của ba cổ đông sáng lập trên không thay đổi, chỉ giữ khoảng 20% cổ phần vốn doanh nghiệp. Như vậy có khoảng 800 tỷ đồng đã được các cổ đông khác bơm vào doanh nghiệp. Con số 800 tỷ đồng được bơm vào Việt Á là con số được Bộ Công an điều tra xem nhân vật nào đã góp vào. Người mà Tô Lâm đang nhắm đến đó là Phạm Nhật Vượng và người nhà của một nhân vật quyền lực khác đang ở tứ trụ. Rất có thể nhân vật kia chỉ góp miệng vì họ có uy tín người nhà bảo kê cho Việt Á xem như là cổ phần đặc biệt. Còn lại 800 tỷ đang được cơ quan điều tra nhắm vào ông tỷ phú giàu nhất Việt Nam.
Nếu đúng ông bỏ tiền ra góp thì quả thật ông bỏ 800 tỷ, câu được 4.000 tỷ nhưng không thể ăn được. Chưa ăn mà lại mắc nghẹn thì rất đau. Tập đoàn Vingroup của ông Vượng được biết đến như là một trong những công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Hồi tháng 5, công ty này đã phát hành 525 triệu đô la Mỹ trái phiếu cho các nhà đầu tư quốc tế để huy động vốn cho hoạt động sản xuất ô tô của mình. Một tháng sau, công ty huy động thêm 100 triệu đô la Mỹ cho các dự án bất động sản. Các đợt phát hành trái phiếu lớn của Vingroup có thể khiến một số cư dân mạng suy đoán rằng Vingroup cũng sẽ là một mục tiêu trong đợt chấn chỉnh này. Con cá mập Vingroup đã nuốt quá nhiều tiền. Hiện tại, nếu xẻ thịt tập đoàn này thì có nhiều món ngon cho bữa tiệc chính trị. Thượng tầng chính trị đấu đá không chỉ vì quyền lực mà vì tiền. Các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam không thể không có những bàn tay quyền lực nhúng vào. Tầm cỡ như Vingroup và Sungroup thì có rất nhiều tập đoàn chính trị nhắm đến. Hồi tháng 7, mạng xã hội rộ lên tin đồn rằng ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Lập tức sau đó ông Tô Ân Sô lên tiếng, cụ thể là ngày 11 tháng 7 năm 2022, ông Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã khẳng định tin đồn này là tin giả. Đồng thời ông thông báo rằng Bộ Công an đang điều tra 9 người ở 7 địa phương vì đã phát tán thông tin sai lệch này. Thế nhưng tuyên bố của ông đã không thể xóa tan nghi ngờ của một số cư dân mạng rằng ông Vượng có thể đang thực sự đang gặp rắc rối, vì họ chỉ ra rằng trường hợp của ông Vượng có vẻ tương tự quy trình của các vụ bắt giữ trước đó. Ví dụ ông Trịnh Văn Quyết cũng bị hạn chế xuất cảnh vào cuối tháng 3 và một ngày sau khi Bộ Công an bác tin đồn rằng ông này sẽ bị bắt, ông Quyết đã bị tạm giam và bị cáo buộc thao túng chứng khoán. Cho tới nay đã qua một tháng, tin đồn đã lắng xuống nhưng nhiều người thạo tin vẫn tin rằng ông Phạm Nhật Vượng bị quản thúc, lệnh cấm xuất cảnh chỉ là lệnh miệng. Có người lập luận rằng để xóa tan tin đồn không cần Bộ Công an cho Tô Ân Sô lên tiếng mà chỉ cần ông Phạm Nhật Vượng đặt chân ra nước ngoài, ví dụ như Singapore hay thậm chí sang Campuchia láng giềng cũng được, là lập tan mọi tin đồn mà không cần đến bộ máy công an lên tiếng. Và cho đến nay đã một tháng trôi qua, người ta vẫn không thấy ông Vượng xuất hiện ở nước ngoài nên lại khiến nhiều người nghi ngờ. Có người cho rằng ông Vượng bị quản thúc là rất có khả năng bởi hiện nay tình hình chính trị và kinh tế trong nước đang nín thở qua sông vì lo ông chồng hoạt động quá mạnh. Tập đoàn Vingroup là tập đoàn lớn và hiện nay có một số ý kiến trong bộ chính trị không muốn Phạm Nhật Vượng mang đô la ra khỏi biên giới để đầu tư cho nhà máy VinFast nên việc họ nhắm đến Vingroup rất có thể. Nền kinh tế Việt Nam đang tan hoang, nó không như những con số thống kê, thực chất ngân hàng đang điêu đứng vì chính sách chống lạm phát của chính quyền. Nếu để Phạm Nhật Vượng mang hàng tỷ đô la ra nước ngoài thì đấy lại là khó khăn cho ông Phạm Minh Chính điều hành nền kinh tế. Vì thế về mặt này, cả chính phủ và bộ chính trị không chấp nhận cho ông Vượng mang tiền đi. Tuy nhiên, việc chuyển tiền ra nước ngoài theo cách nào đó cũng không phải là khó đối với ông tỷ phú giàu nhất Việt Nam này. Lo sợ bằng cách nào đó ông Vượng chuyển từ từ nguồn ngoại tệ theo cách không chính thức để tháo chạy thì cách hay nhất là quản thúc ông tỷ phú này. Nếu nhốt bên ông bên trong lãnh thổ Việt Nam thì dù có chuyển tiền đi ông cũng có mà làm gì được. Hiện nay ông Vượng muốn cho nhà nước cộng sản nới lỏng quản lý, chỉ có cách ông cho IPO, tức phát hành cổ phiếu lần đầu ra thị trường chứng khoán ở nước ngoài để huy động vốn. Khi đó phía nhà nước cộng sản mới tin ông không cần chuyển tiền từ trong nước ra nữa. Sau tin đồn về việc ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh thì ba cổ phiếu họ Vingroup gồm VIC, VHM, VRE Lào. Tuy nhiên sau đó cả nhóm đã phục hồi khi Bộ Công an điều tra 10 cá nhân tung tin. Khi tin đồn được tung ra,
cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup giảm khá mạnh sau những tin đồn liên quan đến chủ tịch Phạm Nhật Vượng vào cuối tuần qua. Đà giảm diễn ra trong suốt buổi sáng, thậm chí đầu phiên chiều. VIC bị bán mạnh, giá có lúc giảm xuống 66.200 đồng trên cổ phiếu, giảm hơn 5%. Cổ phiếu của công ty cổ phần Vinhome, VHM, doanh nghiệp bất động sản số 1 của Việt Nam và là niềm tự hào của Vingroup, cũng mở cửa trong sắc đỏ. VHM có lúc giảm mạnh xuống còn 58.400 đồng trên cổ phiếu. Trong khi đó, công ty cổ phần Vincom Gistel, công ty vận hành các trung tâm thương mại của Vingroup, cũng giảm trong hầu hết thời gian phiên giao dịch. Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ Công an phát đi thông tin khẳng định tin đồn liên quan đến ông Vượng là thất thiệt, nhóm cổ phiếu này bất ngờ hãm đà rơi và hồi phục. VRE hồi phục từ mức 25.150 đồng lên 26.000 đồng trên cổ phiếu vào cuối phiên, giảm 3,7%. VHM hồi từ 58.400 cổ phiếu lên 60.500 đồng, giảm nhẹ 0,82%. Ngoạn mục nhất là VIC, cổ phiếu này đang giảm mạnh thì phiên đóng cửa ATC có lực mua đổ vào rất mạnh. Đóng cửa, VIC giữ được mức giá tham chiếu 70.000 đồng trên cổ phiếu. Theo giới quan sát cho biết, ông Vượng rất không hài lòng với tin đồn này. Với đà lao dốc như thế mà không ngăn chặn gấp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết dự định của nhà cầm quyền có thật hay không. Tuy nhiên, trước mắt ông Phạm Nhật Vượng phải tìm mọi cách để vớt vát giá trị cổ phiếu dòng họ Vin để cứu cho uy tín và cả tài sản doanh nghiệp. Việc Bộ Công an nhảy vào cuộc như làm tay sai cho Phạm Nhật Vượng làm nhiều người nghi ngờ Bộ Công an Việt Nam đang hành động vì tiền. Chính hành động của Bộ Công an đã cứu cho ông Phạm Nhật Vượng một bàn thua trông thấy. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 7, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã làm rõ và chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin Hà Nội xử lý một trường hợp có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup. Theo Trung tướng Sô, sau khi mạng xã hội xuất hiện tin đồn thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup, Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ vào cuộc xác minh và làm rõ Tô Vĩ Hoàng, 38 tuổi, trú phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi đưa thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp này và tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang xác minh để xử lý 9 cá nhân tại 7 tỉnh, thành khác đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, bị cấm xuất cảnh. Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết thêm, những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp, có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Bộ Công an khẳng định những thông tin do một số tài khoản mạng xã hội nêu trên là tin đồn thất thiệt, không chính xác. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định, cách đây không lâu, Phạm Nhật Vượng đã có buổi phỏng vấn trên truyền hình. Vượng chê bai cách làm việc của Tây và tự đưa mình lên cao một cách rất là hoang tưởng. Nói tới Tây thì hãy nói đến Elon Musk cho dễ hiểu, Vượng nhé. Musk làm ra xe điện Tesla là hoàn toàn bằng sự sáng tạo của riêng anh ấy. Xe của Musk được bán ra khắp thế giới, thu về hàng trăm tỷ đô la hàng năm. Ngoài ra, Musk còn hoạt động về hàng không vũ trụ với công ty SpaceX, là nơi tập trung đội ngũ các nhà khoa học giỏi nhất thế giới, kỹ thuật hiện đại nhất thế giới. Tính đến hiện tại, Musk là công ty vũ trụ tư nhân đầu tiên và duy nhất trên thế giới có thể đưa người ra không gian, sát vai với ba cường quốc là Mỹ, Nga và Trung Cộng. Musk cũng cho ra đời mạng lưới Internet toàn cầu Starlink với 42.000 vệ tinh quay trên 3 tầng quỹ đạo để có thể phủ sóng trên toàn bề mặt trái đất. Những gì Musk làm là không ai có thể tưởng tượng nổi. Vậy Vượng nói tay làm việc không sáng tạo, quan liêu, thụ động là có bậy lắm không? Bản tin của chúng ta hôm nay là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.